Ngày 18 tháng 11 năm 2016, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, nước ta đã thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo. Đây là văn kiện quan trọng, được coi là bước ngoặt lớn trong chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nước ta. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Cùng với sự hoan hỉ đón nhận của cộng đồng các tôn giáo Việt Nam, thì ngay khi luật được ban hành và đi vào cuộc sống, đã có những tiếng nói lạc lõng cho rằng việc ban hành và thực thi luật tín ngưỡng tôn giáo là đi ngược lại với xu thế tự do dân chủ, nhân quyền và đi ngược lại với tự do tôn giáo thế giới. Vậy những người nhắm mắt nói bừa ấy là ai? Họ nhằm mục đích gì? Và trong xã hội văn minh của loài người, với tinh thần thượng tôn pháp luật, thì cái được gọi là tự do tôn giáo tuyệt đối mà họ vẽ ra để lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, thực chất là nhằm mục đích gì? Và để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Cao Đức Thái, nhà nghiên cứu chính trị xã hội độc lập. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình và chúng ta sẽ bắt đầu bằng một clip ngắn. Với trên 53.000 chức sắc, 134.000 chức việc, 28.000 cơ sở thờ tự và 24 triệu tín đồ, Việt Nam không chỉ là một quốc gia đa tôn giáo, mà tôn giáo Việt Nam còn có những đóng góp to lớn quan trọng vào sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trên cơ sở kế thừa những thành tựu to lớn về tự do tôn giáo, nhân quyền trước đây, và cũng là để phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức tôn giáo trong đời sống xã hội nước nhà, góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện việc quản lý nhà nước về tôn giáo theo đường hướng nước vinh, đạo sáng, ngày 18 tháng 11 năm 2016, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14, đã thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo. Luật gồm 9 chương, 8 mục và 68 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Luật tín ngưỡng tôn giáo ra đời và đi vào cuộc sống đã được cộng đồng các tôn giáo Việt Nam hoan hỉ đón nhận và tạo ra một động lực mới để các tôn giáo phát triển theo đường hướng tốt đạo, đẹp đời. Cùng với nhiều điểm mới, tiến bộ, thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp năm 2013, luật đã quy định rất rõ về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo, tổ chức tôn giáo, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Đối tượng áp dụng của luật là các tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, cũng như những hành vi bị nghiêm cấm. Luật đã có một cái tác động tốt tới các tổ chức cá nhân tôn giáo cũng như là đối với cộng đồng, đặc biệt là ngay cả với các cái tổ chức, cái nhóm người nước ngoài có cái nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo thì người ta cũng đánh giá rất tốt cái quy định luật của mình. Tình hình tôn giáo ở Việt Nam trong những năm qua phải nói là phát triển nhanh mạnh phong phú như vậy, nhưng mà cơ bản là ổn định. Đông đảo chức sắc tín đồ các tôn giáo là đồng tình cao với cái chủ trương đường lối của Đảng cũng như là chính sách pháp luật của nhà nước, và thực hiện rất là tốt, nghiêm chỉnh các cái chính sách pháp luật của nhà nước. Và đấy cũng chính là cái minh chứng cho cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước ta liên quan tới vấn đề tín ngưỡng tôn giáo là được là chức sắc và tín đồ là ủng hộ. Việc ban hành và đưa luật tín ngưỡng tôn giáo đi vào cuộc sống được coi là một cố gắng lớn của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người và quyền tự do tôn giáo. Điều đó cũng phù hợp với một xã hội văn minh, pháp quyền mà Đảng và nhà nước ta luôn kiên trì thực hiện. Thưa tiến sĩ Cao Đức Thái, luật tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội khóa 14 kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016, mà tại sao đến đầu năm 2018 mới có hiệu lực thi hành ạ? Đảng nhà nước ta cho rằng đây là một đạo luật cần phải được chuẩn bị một cách chu đáo, không phải chỉ từ các cái cơ quan quản lý của nhà nước mà còn phải từ cộng đồng các tôn giáo, thậm chí là người dân. Có sự chuẩn bị chu đáo như thế đấy thì người dân mới cảm nhận được, mới nhận thức được đầy đủ những cái giá trị của bộ luật này và cái việc mà bảo đảm các cái quyền tự do tín ngưỡng của người dân ấy. Đồng thời nó cũng không có những cái xâm phạm gì đến lợi ích quốc gia, dân tộc và của những cái người không có đảng. Thưa tiến sĩ, luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 có những điểm gì mới ạ? Luật này đó là có nhiều điểm mới. Thứ nhất là chủ thể của luật này
đã được rộng mở đến tất cả mọi người. Tất cả những người nào và sinh sống, sinh hoạt ở cái xã hội của chúng ta, trên đất nước của chúng ta đều có quyền hưởng thụ cái quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Tôi nói ví dụ như là những cái người có đạo mà đang làm ăn sinh sống ở Việt Nam thì cũng được hưởng thụ cái quyền này. Đương nhiên là họ cũng có nghĩa vụ phải chấp hành cái đạo luật của chúng ta. Đạo luật này cũng mở rộng một cái đối tượng mà khá nhạy cảm trong xã hội mà trước đây chúng ta còn đang bỏ ngỏ. Đấy là những người tạm giam, tạm giữ, những người đang thực hiện các cái bản án, rồi là những người bị đưa vào các cái trại, phải không ạ, giáo dưỡng, giáo dục, thì luật này cũng cho phép họ được hưởng thụ ở một mức độ nào đó. Điều thứ hai là về các cái thủ tục đăng ký, sinh hoạt thì cũng cởi mở và rộng rãi hơn. Trước đây thì cái việc này đấy hoàn toàn là do cơ quan nhà nước. Bây giờ luật này cho phép là các cái cơ quan quản lý về mặt tôn giáo và các cái đoàn thể. Thứ ba, và chỉ những cái sinh hoạt lớn thì mới xin phép, còn những cái sinh hoạt tôn giáo bình thường thì chỉ cần thông báo đến các cái cơ quan tổ chức có trách nhiệm là được. Là một đất nước đa tôn giáo với trên 24 triệu tín đồ thì luật này đã có tác động như thế nào tới đời sống tôn giáo ở Việt Nam ạ, thưa tiến sĩ? Luật này là một cái bước ngoặt lớn đem lại cái hưởng thụ quyền của người dân có đạo. Có thể nói là đại đa số cộng đồng các cái tôn giáo hết sức hoan nghênh, bởi vì ấy, họ có cái cơ sở pháp lý được thừa nhận nhiều hoạt động của mình. Trong đó có cái quyền hoạt động nhân đạo, từ thiện, giáo dục mà trước đây phải xin phép, nó hơi phức tạp. Thì hiện nay đấy, theo luật này đấy, các cái tổ chức tôn giáo được hoạt động thuận lợi hơn. Chúng ta thấy đấy, nhiều linh mục, nhiều nhà sư đã tổ chức những cái bữa ăn từ thiện với cái tinh thần lá rành mà đùm lá rách, thì đấy là đem lại một cái tinh thần nhân văn, nhân đạo mới theo đúng cái quan điểm của Đảng và Nhà nước ta. Vậy thì tại sao trong một xã hội văn minh như thế mà chúng ta vẫn phải quản lý tôn giáo bằng pháp luật ạ? Cái việc quản lý xã hội thì không có chế độ xã hội nào, không có quốc gia nào không quản lý cả. Tôn giáo cũng là một tổ chức xã hội, phải như các tổ chức xã hội khác. Mà cái việc quản lý và các cái tổ chức xã hội nói chung, quản lý các cái tôn giáo nói riêng đó, thì bao gồm hai cái nội dung cơ bản. Cái nội dung thứ nhất đấy, đấy là cái trách nhiệm bảo hộ của nhà nước đối với các cái tổ chức xã hội. Có đăng ký ở đâu, địa chỉ như thế nào, ai, tài chính ra sao, khi đăng ký thì nhà nước mới biết cái đối tượng mình quản lý là ai và bảo hộ, giúp đỡ họ. Cái điểm thứ hai, đấy là cái việc mà chúng ta ngăn chặn các cái thế lực thù địch, những kẻ xấu, đặc biệt là trong tôn giáo thì những cái kẻ tôn giáo cực đoan có thể lợi dụng quyền tự do tôn giáo này để mà xâm hại lợi ích của nhà nước, của nhân dân, gây ra những cái bất ổn xã hội. Như tiến sĩ vừa khẳng định thì không chỉ Việt Nam mà các nước trên thế giới đều quan niệm là không có thứ gọi là tự do tôn giáo mà lại không bị hạn chế và không tuân theo pháp luật. Vậy thì vì sao khi luật tín ngưỡng tôn giáo được ban hành và đi vào cuộc sống thì một số người lại gửi tâm thư khuyến nghị cho những cá nhân hoặc là tổ chức nước ngoài vu cáo chúng ta vi phạm tự do tôn giáo ạ? Những người mà phản đối cái đạo luật này thì họ vốn là những cái phần tử, những cái tổ chức vốn là kỳ thị với chế độ xã hội của chúng ta. Thậm chí họ đã từng là những cái kẻ và đã tham gia và ủng hộ cái cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của đế quốc Mỹ ở nước ta. Họ chạy trốn ở nước ngoài. Theo tôi được biết ấy, thì tất cả những cái thông tin, những cái kiến nghị, những cái thư gửi không phải là cái phản ứng của nhân dân, của những đồng bào có đạo. Tôi được biết rằng ấy, là trong quá trình soạn thảo cái văn kiện quan trọng này đấy, thì Ban Tôn giáo Chính phủ đã hỏi ý kiến những người đại diện của các cái tôn giáo, đã hỏi ý kiến của Mặt trận Tổ quốc. Tất nhiên ý kiến thì phong phú, nhưng mà đại ý kiến đều đồng tình với lại cái luật của chúng ta. Thưa quý vị và các đồng chí, đúng như tiến sĩ Cao Đức Thái vừa nói thì những cá nhân đó chỉ là những kẻ đội lốt tôn giáo,
hoặc vì những hẹp hòi đố kỵ nên đã thiển cận trong suy nghĩ và hành động nhằm đục nước béo cò, tiếp tay cho các thế lực thù địch, chia rẽ tôn giáo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ nhân dân với đảng, với nhà nước. Vậy thủ đoạn của họ sử dụng để đạt được mục đích xấu xa ấy là như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi một clip ngắn. Các tôn giáo, thay vì được tự do để thành nhà giáo dục lương tâm cho xã hội, thì bị chế độ tìm mọi cách để bó buộc, im tiếng hay biến thành công cụ. Nội dung trong đó là đi ngược lại với tự do tôn giáo và đồng thời có những điểm gây khó khăn hơn. Đó là những luận điệu mà một số ít người vì những mưu đồ và lợi ích cá nhân hẹp hòi đen tối đã đưa ra để xuyên tạc luật tín ngưỡng tôn giáo. Đồng lõa với họ thì một số tổ chức cực hữu trong và ngoài nước không biết dựa vào đâu hay là bị những thông tin bịa đặt sai trái, che lấp hoặc còn vì một lý do nào khác mà lại còn tìm cách bôi đen tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam và đòi hoạt động của các tôn giáo là một quyền tuyệt đối, không bị hạn chế, không chịu sự quản lý của nhà nước. Bà Christina Aguila, Phó Chủ tịch Ủy hội của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế còn nói bừa rằng ở Việt Nam bạn phải theo sự sắp xếp và chỉ đạo của nhà nước mà không được phép làm bất cứ chuyện gì ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Thực chất là họ không hiểu về tình hình tôn giáo Việt Nam, nhưng họ lại xuyên tạc cái tình hình tôn giáo Việt Nam ở một số cái diễn đàn quốc tế để mà cho một cái bộ phận cộng đồng quốc tế hiểu sai về cái tình hình tôn giáo, rồi là các cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước về tôn giáo ở nước ta. Các cái tổ chức phản động họ lợi dụng một số cái ngọn cờ, tức là những cái đối tượng xấu, những cái đối tượng cực đoan ở trong một số tổ chức tôn giáo để mà có những cái hoạt động chống đối Đảng nhà nước. Cái bức tranh tôn giáo tín ngưỡng của chúng ta đã khẳng định rất rõ cái quyền lợi của người dân được hưởng và người ta thực hiện rất là tốt. Thế tôi nghĩ là ngay cái những cái chỉ số liên quan tới tín ngưỡng tôn giáo, cái sự đa dạng tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới cơ mà, thì đã thể hiện rất rõ là chúng ta có một sự tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo rất tốt, cho nên mới có cái sự đa dạng đấy. Và các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Thưa tiến sĩ, vì sao họ lại cố tình xuyên tạc luật tín ngưỡng tôn giáo cũng như là phủ nhận những thành tựu về tự do tôn giáo nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được như clip trên ạ? Cái mục tiêu trực tiếp trước mắt của họ đấy là họ phá hoại cái mối quan hệ mật thiết giữa các đồng bào có đạo, các cái tổ chức tôn giáo với lại nhà nước ta, với đảng ta. Tiếp đó là họ làm giảm cái lòng tin của nhân dân ta đối với chế độ. Và cuối cùng là nhằm chuyển hóa cái xã hội của chúng ta sang cái con đường ngoại nhập, người ta gọi là dân chủ nhân quyền, đấy, đa nguyên đa đảng. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn là để đạt được những mục đích đó thì họ đã sử dụng những chiêu trò gì khác nữa, thưa đồng chí? Cái thủ đoạn chính của họ là họ cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam, những người Cộng sản Việt Nam là những người vô thần, còn họ là những người có thần. Thì vô thần và có thần là đều có những cái mặt đối lập. Những người vô thần thì chống lại những người có thần. Luận điệu này là có thể nói là rất cũ, nhưng mà vẫn không ít người, nhất là thiếu cái thông tin ấy, thì ngộ nhận cái việc đấy. Và chúng ta cần phải nhận thức rõ cái vai trò lãnh đạo và duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam được ghi trong điều 4 của Hiến pháp 2013 đấy, là một thực tế và là sự lựa chọn của nhân dân. Nhưng tôi vẫn nói rằng ấy, là quyền phải đi đôi với trách nhiệm. Điều 4 Hiến pháp có quy định rằng Đảng phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Vậy thì sự nguy hiểm của những chiêu trò đó là như thế nào ạ? Chiêu trò đó nó tác động vào những cái nhóm dân cư nhất định. Họ tác động vào cái nhóm đồng bào có đạo. Nó làm cho người dân ngộ nhận không đúng về cái bản chất của cái chế độ xã hội chúng ta, về đảng của chúng ta. Cảm ơn tiến sĩ. Thưa quý vị và các đồng chí, lợi dụng các vấn đề dân tộc tôn giáo để chống phá đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng, với chế độ. Đó là thủ đoạn không mới, nhưng hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, mà ở đây là những kẻ đội lốt tôn giáo và lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ.
Vì vậy, cùng với việc nghiêm chỉnh thực hiện luật tín ngưỡng tôn giáo, chúng ta cần hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những lời xuyên tạc bịa đặt tinh vi trắng trợn này và có những chế tài xử lý nghiêm minh đối với những kẻ đội lốt hoặc lợi dụng tôn giáo để chia rẽ đời với đạo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, làm suy giảm sức mạnh của toàn dân tộc. Có như vậy thì việc đạo, việc đời mới trọn vẹn. Chương trình xin được khép lại tại đây.